Thì chúng ta thấy đây là một cái bản đồ về startup với 6 bước cơ bản của một cái người làm startup. Tôi không nói về khởi nghiệp nha, tôi nói dân startup đó, tức là dân về những cái ý tưởng về đổi mới sáng tạo hoặc ứng dụng công nghệ mới đó. Thì với 6 bước khởi tạo, ra mắt sản phẩm, biến đổi sản phẩm, biến đổi và thiết lập mô hình kinh doanh, sau đó thì mở rộng thông qua việc huy động vốn và tăng trưởng, thì chúng ta thấy là đa số các startup Việt Nam và khởi nghiệp Việt Nam hiện nay đều bị kẹt ở cái thung lũng chết này. Bởi vì khi ra mắt sản phẩm mới, họ không có kiểm định thị trường, họ không có test thị trường để họ có thể điều chỉnh cái mô hình bán hàng, mô hình tiếp thị ở đây. Cái sản phẩm họ thực sự không có thu hút thị trường, chúng ta gọi là không đạt được yếu tố sản phẩm và thị trường của họ. Bởi vì họ quá yêu sản phẩm mới, họ yêu sản phẩm của họ tới mức họ nghĩ rằng ai cũng cần nó hết, mà họ không có thử nghiệm, họ không có xây dựng mô hình bán hàng, mô hình tiếp thị cho nó, và cuối cùng sản phẩm không cất cánh được, người ta không mua, thì các bạn sẽ bị trục trặc. Và trong cái mùa dịch vừa rồi thì tôi thấy các cái bạn về khởi nghiệp gần như chúng ta cũng đã out rồi, bởi vì những cái vấn đề về tư duy như vậy. Và như vậy thì đối với một người khởi nghiệp, chúng ta phải đánh giá mình đang ở lộ trình nào. Và nói về đổi mới sáng tạo á, thì người ta nói doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay phải có 3 thành phần chính. Một là phải xây dựng được hệ sinh thái sản phẩm kiểu mới, nếu có tư duy số thì tốt. Thứ hai là phải xung quanh cái doanh nghiệp của mình tạo ra phải có một hệ sinh thái kinh doanh, đó là những đối tác, những nhà cung cấp, những khách hàng như thế nào. Thứ ba là phải có mô hình kinh doanh, và đây chính là 3 yếu tố hình thành ra một cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Nếu như tư duy chúng ta không thích ứng cho cả những cái phần tử nhỏ như thế này thì cái mô hình chúng ta không hẳn là đổi mới sáng tạo. Như vậy thì vấn đề đối với doanh nghiệp là các bạn đã có một cái hệ sinh thái sản phẩm mới chưa và hệ kinh doanh mới chưa. Bây giờ chúng ta đi vào ví dụ. Tại sao startup lại thắng các doanh nghiệp vừa và lớn trong tương lai? Đây là một cái biểu đồ nó cho chúng ta thấy cái bối cảnh này. Chúng ta thấy rằng các cái doanh nghiệp mà trong quá trình phát triển á, thông thường về chiến lược tăng trưởng nó có 2 con đường để đi. Một là nó đi bằng sản phẩm mới từ trái qua phải. Hai là nó đi bằng thị trường mới từ dưới lên trên. Thì thông thường các doanh nghiệp chúng ta có những cái sản phẩm lõi ban đầu, gọi là sản phẩm cốt lõi. Thì thông thường để tối ưu hóa doanh số lợi nhuận á, một là các bạn tạo ra những sản phẩm từ sản phẩm hiện hữu, các bạn tạo ra sản phẩm tương tự mang tính bổ sung, rồi từ đó các bạn hình thành ra sản phẩm mới. Đây, chiến lược này ai cũng thấy, và đây là tư duy truyền thống. Tư duy thứ hai nó cũng không phải là truyền thống, tuy nhiên có nhiều người áp dụng chưa hiệu quả, là đi từ thị trường hiện hữu cho đến thị trường kế cận và thị trường mới. Tôi nói ví dụ như thế này để các bạn thấy đi. Trước tôi tư vấn cái ma trận này cho tổng công ty May Việt Tiến rất là nhiều. May Việt Tiến là một cái công ty về sản phẩm thời trang dành công sở nam giới, đúng không ạ? Nam giới, trong giới công sở. Thì từ cái sản phẩm mà nghiêm túc, áo sơ mi, họ bổ sung thêm những sản phẩm mới như áo casual, tức là áo phong cách thời trang, gọi là thoải mái, và họ sẽ ra những cái sản phẩm mới như là cho con nít hay cho phụ nữ trong tương lai, nếu họ muốn đi vào cái ngành may mặc và muốn đa dạng hóa sản phẩm. Còn về thị trường á, thì từ thị trường nam giới cái phong cách là nghiêm túc, thì họ có thể đi vào một tình huống sử dụng mới, là nếu họ không đi làm công sở vào cuối tuần, họ đi chơi thì họ mặc những cái áo thoải mái như thế nào. Vậy chúng ta vào cái thị trường gọi là thị trường thoải mái, casual. Và tương lai thì chúng ta có thể đi vào những cái phân khúc mới, những khách hàng hoàn toàn mới. Như vậy thì một cái doanh nghiệp bao giờ thông thường họ đi theo cái hướng này, doanh nghiệp vừa và lớn, tư duy cũ là như vậy. Tuy nhiên bây giờ cái chết đó là sự xuất hiện của các bạn startup. Các bạn startup sẽ không có nghiên cứu những cái sản phẩm cốt lõi cơ bản nữa. Các bạn startup thông thường họ sẽ nghiên cứu những cái sản phẩm nó mới hoàn toàn từ những chủng loại mới. Và ban đầu các doanh nghiệp vừa và lớn thường chủ quan không để ý đến các startup nhỏ, nghĩ rằng các em nhỏ không làm được cái gì. Nhưng mà không ngờ rằng là gì? Các em đã tạo ra những cái nhóm sản phẩm mới, và từ từ nó sẽ cắn vào những cái thị phần của các doanh nghiệp lớn. Giống như trường hợp của Uber mà nó cắn vào taxi truyền thống vậy đó. Đâu có ai biết rằng có cái loại gọi là taxi công nghệ đó. Nhưng mà đến khi thị phần của nó phát triển mạnh thì các doanh nghiệp lớn vừa và lớn bắt đầu mới cảm thấy mất thị phần. Thì lúc đó trở tay không kịp rồi. Là bởi vì các cái bạn trẻ đã đi vào cái phân khúc tạo ra những cái sản phẩm mang tính chuyển hóa, mang tính đột phá rồi, ra những ngành hàng mới rồi, và nó đã chiếm dần dần cái thị phần của cái doanh nghiệp lớn. Thì đây là cái bài học để chúng ta thấy rằng làm thế nào một cái doanh nghiệp vừa và lớn
phát triển thì chúng ta phải để ý tới hệ sinh thái sản phẩm. Trong đó hiểu được cái sản phẩm lõi của mình, hiểu được cái sản phẩm bổ trợ trong tương lai mà chúng ta phải bổ sung, và đồng thời phải có những cái sản phẩm nó mang tính chuyển hóa, mang tính đột phá về tư duy, về công nghệ để có thể cạnh tranh hiệu quả. Chúng ta thấy sản phẩm cô đắc, đó là một cái bài học thất bại của một doanh nghiệp chủ quan với sản phẩm truyền thống, đúng không ạ? Đến nỗi là cái phim cô đắc thì giờ nó chết rồi, người ta chụp bây giờ là kỹ thuật số hết. Và các khởi nghiệp sẽ thành công với những thị trường ngắn, với những thị trường ban đầu rất nhỏ, nhưng mà cái dung lượng nó sẽ phát triển rất lớn, cũng như cái tốc độ tăng trưởng của nó, họ dùng những kỹ thuật rất mới các bạn. Ví dụ như là tăng trưởng đột phá, bây giờ là trong marketing cũng có kỹ thuật tăng trưởng đột phá để chúng ta có thể tăng trưởng thị trường rất là nhanh. Như vậy nó tóm lại cái từ cái danh mục sản phẩm như thế nào, với tư duy này thì bạn Tử Mỹ và bạn Kim Hằng ở ngoài Huế đó cũng đang ứng dụng từ tư duy với ba lớp, ba cấp độ, từ sản phẩm truyền thống là gia vị cho đến thế hệ sản phẩm mới, và đến một cái platform trong tương lai để chúng ta có thể làm nhà cái giống như Apple, chúng ta có thể trở thành một cái food tech mới. Chúng ta kinh doanh thì chúng ta cần kết nối với rất nhiều những cái đối tác, những khách hàng, những cơ quan chính phủ, các hiệp hội. Chúng ta hiện giờ chúng ta kinh doanh trong một cái môi trường liên kết nhiều thứ, đúng không ạ? Và nói về hệ sinh thái kinh doanh thì có một khái niệm mới. Trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng là Apple, Google đâu bao giờ nghĩ họ sẽ làm xe hơi, đúng không ạ? Nhưng mà cái cuộc cạnh tranh sắp tới không phải giữa các đơn vị sản xuất xe hơi truyền thống, mà sẽ là giữa các đơn vị xe hơi truyền thống với các đơn vị làm phần mềm giống như Apple hay Google. Và khi đó họ hình thành ra một hệ sinh thái mới, các loại xe hơi thông minh. Và sự khác nhau phần định vị, tí nữa tôi sẽ nói cái này. Như vậy lúc này các công ty công nghệ cũng tham gia vào hệ sinh thái. Các nhà mạng viễn thông đừng cung cấp Internet, tại vì xe thông minh thì phải điều khiển bằng Internet. Các đối thủ mới sẽ lần lượt xuất hiện. Và những cái đơn vị truyền thống, sản xuất xe truyền thống, họ sẽ cạnh tranh như thế nào với các đối thủ này? Ở bên này, họ là những người sản xuất xe hơi. Còn các đối thủ mới công nghệ, họ không sản xuất xe hơi, mà họ sản xuất phần mềm trên một cái thứ gọi là có bốn bánh, khi định vị khác nhau. Ai sẽ thắng trong cuộc cạnh tranh này? Ai thông minh hơn, người đó có khả năng thành công. Còn cái khung sườn, cái xe đi gia công ở chỗ khác. Như vậy hệ sinh thái kinh doanh của xe hơi đã thay đổi rồi các bạn. Và cái điều này sẽ tương tự như các ngành nghề khác mà thôi. Nói về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thì tôi muốn kể đến cái vai trò của startup. Chúng ta thấy sắp tới tất cả mọi người đều start lại hết, đều khởi nghiệp lại. Và trong quá khứ, cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo người ta đề cao cái vai trò của cái doanh nghiệp vừa và lớn trong việc nghiên cứu ứng dụng, kể cả các viện nghiên cứu, các viện đào tạo gì đó. Nhưng trong cái hệ sinh thái khởi nghiệp hiện nay thì cái anh startup mới là quan trọng. Tại vì các bạn trẻ, những tư duy mới, học những công nghệ mới, các bạn sẽ là cái yếu tố quan trọng nhất của hệ sinh thái. Còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ lúc này là người hỗ trợ thôi. Thậm chí là chúng ta đầu tư vào cho các bạn trẻ đó để chúng ta có được cái công nghệ mới và chúng ta sẽ tăng trưởng tốt hơn. Lúc này các bạn startup đối với thế giới là yếu tố quan trọng. Và thậm chí startup còn đứng ra tư vấn lại cho doanh nghiệp vừa và lớn về những cái tư duy và những công nghệ mới. Cái điều đó là cái điều mà cái hình ảnh này nó cho chúng ta thấy về cái vai trò và cái sự dịch chuyển rất lớn của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiện tại và trong tương lai, với cái sự tham gia của các startup mới nó quan trọng. Như vậy thì sau khi chúng ta đã hiểu về cái tư duy đó rồi thì bây giờ chúng ta có những cái vấn đề suy nghĩ, đó là làm thế nào chúng ta đổi mới kinh doanh hiện hữu. Cái kinh doanh mình hiện nay đang khó khăn nè, làm thế nào đổi mới, đặc biệt là sau dịch. Hai là có cần tái khởi nghiệp lại không? Tái khởi nghiệp như thế nào? Làm thế nào để tái khởi nghiệp đổi mới một cách sáng tạo? Khởi nghiệp mà phải đổi mới sáng tạo. Và quan trọng hơn nữa là cái mô hình kinh doanh chúng ta sẽ đổi mới theo kiểu gì? Nên học cái mô hình nào? Ứng dụng cái mô hình nào vào trong cái mô hình hiện hữu của mình để cải thiện nó lên, cái hiệu quả của nó?